Rõ ràng đây là một sức mạnh động cơ, nó ở mức gọi là đủ dùng thôi. Nó không phải là một chiếc xe để mình có thể đạp thốc và mình ngay lập tức cảm nhận. Đấy, các bạn nghe đấy không? Đây là phiên bản mild hybrid rồi. Rồi, xin chào mọi người. Bây giờ thì mình đang trải nghiệm chiếc Subaru Crosstrek phiên bản e-boxer. Đây là phiên bản hybrid, mild hybrid nhá. Thì ngày hôm qua mình đã có cơ hội để trải nghiệm với phiên bản thuần xăng rồi. Thì bây giờ nhắc lại một chút về động cơ này. Cả hai phiên bản thì đều được trang bị động cơ 2.0 lít hút khí tự nhiên và cho công suất cực đại, nó đạt khoảng 154 mã lực, 196 Nm mô men xoắn. Hộp số CVT giả lập 8 cấp ở trên phiên bản thuần xăng và giả lập 7 cấp trên phiên bản mild hybrid ở đây. Nhưng được cái là cả hai phiên bản thì đều có dẫn động 4 bánh toàn thời gian, all-wheel drive. Thì lát nữa mình sẽ chia sẻ thêm về việc mà trang bị hệ dẫn động thì nó có sự khác biệt như thế nào so với cả những mẫu xe sử dụng cầu trước hoặc là cầu sau. Bây giờ mình sẽ nói những điểm mình thích trước đã nhé. Thì trước tiên là về khả năng quan sát. Phải nói, nếu mà nói về khả năng quan sát trên Crosstrek thì thật sự là rất ít điểm mù. Các bạn có thể thấy cột A ở đây rất nhỏ, mỏng. Gương thì đẩy lùi về phía đằng sau và riêng một ô cửa kính như thế này thôi cũng đã đủ lớn để mình có thể nhìn đường một cách bao quát, ít điểm mù. Đấy là điểm mình thích. Tiếp theo nữa thì phải nói về động cơ boxer. Động cơ boxer ở đây thì đúng thật là nó chuyển gần như là không cảm nhận được cái độ rung của khối động cơ lọt vào trong khoang cabin khi mà mình đi. Mọi thứ nó rất là êm ái, nhẹ nhàng. Đặc biệt nữa thì với động cơ boxer thì mình vào cua nhá, mình cảm nhận mặc dù nó là một chiếc xe có khoảng sáng gầm khá lớn 200mm, nhưng khi mà vào cua thì gần như là rất ít độ nghiêng so với mặt bằng chung ở trong phân khúc. Đấy là một điểm mà mình cực kỳ ngạc nhiên. Tất nhiên thì nó còn có được sự hỗ trợ bởi hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Thì khi mà mình đi, lúc nào nó cũng truyền lực xuống 4 bánh, độ bám cực kỳ tốt, nên mình vào cua là rất yên tâm với mẫu xe này. Đó, nhưng mà một cái nữa thì mình hơi ngạc nhiên. Đấy là khi mà mình di chuyển với phiên bản động cơ xăng thuần túy nhá, thì khi mà mình đi 60 km/h, vòng tua cũng chỉ có 1.000 vòng một phút. Nghe ngạc nhiên không ạ? Và 80 km/h, vòng tua nó cũng chỉ có khoảng 1.200. Đó, rất là nhỏ. Nhưng mà cái nhỏ này nó lại không đồng nghĩa với việc tiết kiệm nhiên liệu đâu. Bởi vì 4 bánh toàn thời gian, lúc nào cũng truyền lực xuống 4 bánh, cũng không hẳn là một chiếc xe để tiết kiệm nhiên liệu. Mã lực 196 Nm mô men xoắn thì rõ ràng đây là một sức mạnh động cơ, nó ở mức gọi là đủ dùng thôi. Nó không phải là một chiếc xe để mình có thể đạp thốc và mình ngay lập tức cảm nhận. Đấy, các bạn nghe đấy không? Đây là phiên bản mild hybrid rồi. Nó êm hơn, nó có sự can thiệp của motor điện. Đấy, motor điện của nó thì là được 13.5 mã lực và khoảng 65 Nm mô men xoắn. Đấy, nó can thiệp độc lập nhá. Thì nó êm hơn, nhưng mà mình đang nói về cái phiên bản xăng thuần túy. Thì đấy, mỗi cú mà mình đạp ga thì bao giờ cũng vậy, sẽ phải là một chút sự kiên nhẫn, sẽ nghe thấy tiếng vọng từ khối động cơ lọt vào trong khoang cabin nhiều hơn. Nhưng nhìn chung nó vẫn là một chiếc xe êm. Và nó là cái kiểu mà mình sẽ nuôi tua một chút rồi sau đó mình đạp ga. Đấy, nó cứ lừ lừ nó đi lên thôi. Đấy là một sự khác biệt. Còn nếu như so với cả phiên bản e-boxer này, nó có hybrid, thì quả thật là nó đã giải quyết được cái vấn đề khi mà mình tăng tốc thì nó giảm bớt độ trễ hơn. Gọi là giảm bớt độ trễ hơn chứ không phải là nó cải thiện hoàn toàn được. Đạp sâu tiếp này. Các bạn thấy không? Kim tua nó cứ lên từ từ nhưng mà nó lên rất đều. Và cái nữa thì ví dụ như mình đi ở vận tốc khoảng 20-30 km/h, đó là vận tốc mà mình thường xuyên gọi là mình di chuyển trong phố đúng không? Mình di chuyển tắc đường này nọ kia, thì gần như nó sẽ chỉ chạy hoàn toàn bằng điện, rất êm ái. Đấy là sự khác biệt. Nhưng nếu như để mà so nhé, khoảng cách 170 triệu đồng giữa phiên bản thuần xăng và phiên bản mild hybrid thì mình nghĩ đó cũng là một con số cũng là hơi cao so với cả cái trải nghiệm mà mình đánh đổi được. Với mình thì nó sẽ là hơi cao, bởi vì để nói là nó quá khác biệt hay không thì mình nghĩ là chưa. Nó chưa thật sự là tạo ra sự khác biệt. Mà bản thân thì hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian thì nó có mặt ở trên cả hai phiên bản này. Thế tiếp tục thì mình sẽ nói về khả năng cách âm đi. Không biết là với bộ mic này của mình thì có thể là nó hơi tốt, nhưng nếu như mà để mình cho các bạn nghe bằng phần GoPro
thì các bạn sẽ thấy là ví dụ mình chạy 60, đấy, bây giờ chạy lên 80 nhá. Cách âm gầm phải nói là rất tốt, cách âm gầm tốt về động cơ khi mà mình đạp sâu chân ga thì nó cũng là vào trong khoang cabin, nhưng mà cái tiếng này thì nó vẫn dễ chịu, tiếng máy tròn mình thấy là cái mức này nó ok. Nhưng mà tiếng gió thì hơi tiếc, nó lại là một điểm đáng tiếc, tiếng gió vọng vào rất nhiều. Nói một chút về vô lăng nhá, thì vô lăng ở trên Subaru Crosstrek nó là vô lăng trợ lực điện bánh răng kép. Nó khác biệt so với cả những chiếc Subaru khác ở Việt Nam. Thường thì cái trợ lực bánh răng kép này này, ngày trước là nó mới chỉ được trang bị trên mẫu xe đua huyền thoại Rally WRX, nhưng bây giờ thì nó đã được trang bị trên một cái mẫu xe phổ thông thương mại. Thế khi mà mình đánh lái thì quả thật là ví dụ như mình chạy ở vận tốc 80 mà mình có đảo làn các thứ chẳng hạn, mình vẫn cảm thấy yên tâm nhá, mình cảm thấy yên tâm. Nhưng khi đi ở tốc độ thấp thì mình thấy là trợ lực điện này nó can thiệp hơi nhiều. Nó làm cho mình ít cái cảm nhận rõ khi mà mình đánh lái với cái vòng quay của bánh xe. Đó. Thì mình thấy là nó trợ lực điện hơi nhiều, thì có thể là với chị em phụ nữ hoặc là cái gu của người dùng bây giờ mới thì họ cần một cái vô lăng khi mà đi trong phố nó nhẹ nhàng chẳng hạn. Thì đấy chỉ là một chút thôi. Nhưng mà cái hay nhất của xe này thì chắc chắn là mình vẫn phải nhắc lại về hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Khi mà mình vào cua này hay là mình đi, mình đảo làn các thứ, mình vô cùng yên tâm. Và mình nghĩ rằng cái hay nhất của Subaru Crosstrek đấy là khi mà mình đi đường đèo chẳng hạn, mình cua nhiều, đấy mình đã chia sẻ là nó không có độ nghiêng nhiều và mình cảm thấy yên tâm. Thì đấy là cái hay nhất của hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Và với những đoạn đường ví dụ như kiểu đường trơn trượt chẳng hạn đấy, thì nó yên tâm. Chứ nó không phải là một chiếc xe để các bạn mang vào những đường cát hoặc là đường off-road chẳng hạn. Nó sẽ hơi quá với cái sức mạnh của xe. Và cái hệ dẫn động X1 đó, thì nó hơi quá sức. Thì mình nghĩ rằng là mình mua một chiếc xe và mình biết cái điểm dừng của nó, cái hạn chế của nó ở đâu, mình biết là cái khả năng của xe như nào thì nó sẽ tốt hơn. Đây, mình đang có một cua này, nhưng mà thực sự là cái độ nghiêng nó rất ít. Đấy là một điểm cộng. Và cái khung gầm, chắc chắn là phải nói khung gầm. Khi mà mình đảo làn, mình cảm nhận ngay được cái độ linh hoạt của thân xe. Và cái khung gầm của nó thật sự là một khung gầm vững chắc. Đấy là một cái điểm khác biệt rất rõ rệt. Một chiếc xe nhập Nhật, rõ ràng nó cũng có những cái phẩm chất của nó, nó có những cái điểm cộng của nó. Còn về hệ thống treo thì hệ thống treo nó lại hơi buồn cười một chút xíu. Ở đằng trước thì nó cũng là MacPherson và phía đằng sau thì nó là tay đòn kép. Thì thực ra nói về cái cấu tạo thì nó cũng không có gì gọi là quá khác biệt, quá đặc biệt ở trong phân khúc. Nhưng theo như cảm nhận của mình thì treo trước nó lại hơi mềm, nên nếu như mà mình đi qua G hoặc là những cái đoạn đường là mình sẽ thấy là đôi lúc nó hơi mềm quá, nó hơi bồng bềnh một xíu nhẹ thôi. Nhưng mà ở phía đằng sau thì nó lại là hệ treo, nó hơi cứng. Thế nên nếu như mà mình cảm giác khi mà mình ngồi đằng sau ngày hôm qua thì đôi lúc là cũng cảm nhận là có cái độ rội vào lưng. Cái hệ treo này mình sẽ thấy là nó ngon nhất đấy là khi mà mình đi vào những cái đoạn đường xấu chẳng hạn. Qua mình có đi vào cái đoạn đường mà cát một tí thì mình thấy là nếu mà chạy tốc độ cao thì ok, hệ treo này nó là êm ải được. Nhưng nếu mà ví dụ như đi đường bằng như này thì đôi lúc là nó hơi êm quá. Vậy thôi, thì vừa rồi là những cái trải nghiệm của mình. Mình chia sẻ lại những cái trải nghiệm của mình khi mà đã được trải nghiệm cả hai phiên bản thuần xăng và phiên bản My Hybrid ở đây. À đấy, tiếng vừa rồi đấy thì mình lại quên mất là chưa chia sẻ về cái hệ iSight 4.0. Thì mình cũng đã nói rồi đấy, ở phiên bản trước nó đã là một hệ thống nó đã quá tốt rồi. Ví dụ như ở trên Subaru Forester chẳng hạn, chúng ta được trải nghiệm. Nhưng mà với trải nghiệm của mình thì ví dụ như mà mình để Cruise Control này, sau đó thì mình để cho bám làn, thì mình thấy là cái hệ thống này nó bám làn khá là mượt mà. Đấy, cua theo, nhưng mà chỉ cần rời khỏi vạch kẻ đường một chút thôi thì nó sẽ báo mình ngay lập tức là lấn làn đường và đặt tay lại lên trên vô lăng, mặc dù tay mình vẫn là đang ở trên vô lăng rồi. Thì hệ thống nó khá là nhạy. Nói chung là về hệ thống iSight, hệ thống an toàn chủ động của mẫu xe này thì mình đánh giá là ok, rất tốt. Còn một cái nữa thì hệ thống đèn chiếu sáng. Thì hệ thống đèn chiếu sáng trên Crosstrek nó có thêm mở rộng góc chiếu, nó có liếc theo góc lái. Thì nói chung với mình thì hệ thống đèn chiếu sáng này là cũng khá ăn tiền nếu mà xét ở trong phân khúc. Thì một lần nữa, nếu như xét ở trong phân khúc thì mẫu xe này nó có khá là nhiều điểm mạnh xét về yếu tố vận hành. Nhưng rõ ràng là nếu như để mà xuống tiền mua thì nó sẽ là những tệp khách hàng khá là khác nhau.
Ví dụ như là với 1 tỷ 3 chẳng hạn, chúng ta chắc có lẽ mình cũng không cần nói thêm, chúng ta có khá là nhiều lựa chọn. Còn ở đây thì nó vẫn là một chiếc xe ở phân khúc B cộng. Tất nhiên thì nó đánh đổi lại rất nhiều. Và cái mác nhập Nhật này thì cũng khó lòng để có thể có được một cái mức giá rẻ hơn. Và như ở trong video trước mình cũng có chia sẻ rồi, nó sẽ là một chiếc xe, theo cá nhân mình, nó nằm ở phân khúc nó là xe chơi, chứ không phải là một chiếc xe để hướng tới việc là nó trở thành một chiếc xe quốc dân và ai cũng sẽ mong muốn rằng mình sẽ sở hữu một chiếc xe như này với mức giá, đúng không ạ? Đó, thì các bạn nghĩ sao về Subaru Crosstrek thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và đó là những chia sẻ, những cái trải nghiệm của bản thân mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.